Ồ, mình nấu với xá xị luôn ha. Anh chị các bạn thân mến, trong buổi trưa ngày hôm nay thì kênh VNT sẽ chia sẻ cho anh chị các bạn về món cơm trưa ở Sài Gòn, một trong những cái chuỗi video mà mọi người rất là thích trên kênh của mình. Cái món cơm trưa ngày hôm nay mình chia sẻ là không phải là món của người Việt mọi người ơi. Đa phần thì trước giờ là mình chia sẻ cho anh chị các bạn về món cơm của người Việt, thì hôm nay mình có mặt tại địa chỉ nè 122 đây 122 Tân Khai, phường 4, quận 11. Quán cơm này là quán cơm chính gốc người Hoa và rất là lâu đời ở khu vực này rồi nha. Mọi người thấy không gian quán như thế này, mọi người đi xa thì có thể đậu được xe hơi, xe máy mình đậu phía trước, không gian rất là rẻ luôn. Mình sẽ vào bên trong, mình bây giờ khoảng 11 giờ thôi, mình sẽ vào bên trong mình nhờ anh chủ chia sẻ những cái món ăn ở đây cho mọi người tham khảo. Mình sẽ thẳng bên trong luôn ha. Đây là anh chủ đó mọi người. Rồi, mình sẽ nhận đủ chia sẻ món ăn ở đây. Ăn thì mình sẽ ngồi bên trong. Rồi, bây giờ cũng cơ bản cũng đủ món rồi. Sợ xíu đông á, mình nhờ anh chủ chia sẻ cho anh chị các bạn mình giá cả và một số món ở đây coi như thế nào nha. Và ở bên này trước đi. Đó, mình hấp dẫn ghê chưa. Món ruột heo anh ha. Ruột heo cải chua. Cái món đó là bao nhiêu tiền vậy? Một dĩa vậy là một người ăn là 25.000. À 25.000. Là cơm mình tính đi đúng không anh? Đúng rồi. Dạ. Rồi nhà anh chia sẻ giá đi ha. Còn cái món này là món gì anh? Cái đấy là món canh sen. Canh sen. Canh sen hầm chân gà xương có đuôi heo nữa. Đuôi heo là cái này ha. Đuôi heo. Dạ. Rồi. Một phần vậy bao nhiêu anh ha? Một tô vậy là 25.000. Đồ ăn là 25.000. Không, tùy theo món. Tùy theo món rồi, nhà anh qua đây đi. Dạ. Món này cải xào, thì 15.000 phần. Rồi. Giờ cái này là pháo lấu bao tử. Dạ. Bao tử thì sẽ là 25 phần luôn. Dạ rồi. Còn sen xào thì 15.000 luôn. Dạ. Cái này là sườn kho tương, sườn non. Dạ. 1 phần 25.000. Được mấy cục anh? Tầm 4, nếu mà cục bự thì 4 cục, nhỏ thì 5 cục đến 6 cục. Dạ. Còn này heo quay xào. Heo quay. Dạ rồi. Cái này là trứng chiên xào củ hành. Cũng là bao nhiêu tiền anh? Cái này heo quay thì 25.000. Dạ. Còn trứng chiên á, thì 15.000. Dạ rồi. Mình xuống ngăn thứ hai đi ha. Đây. Cái này là bí xào bún tàu. Dạ. Là bao nhiêu anh? Cũng 15.000 luôn. 15.000. Rồi. Cái này là gà kho nấm đông cô. Gà kho nấm đông cô. Đúng rồi. Là bao nhiêu anh? 25 luôn. Dạ rồi. Cái này giò heo hầm tai vị. Dạ rồi. 25. Dạ. Cái này là cải bắp thảo chân thịt. Dạ. Rồi, giá luôn anh. 25 luôn. 25.000. Rồi, món này huyết. Cái này huyết xào hẹ cũng 15. Dạ, 15.000. Cái này cá chẽm sốt cà. Dạ. Thì 25 cho đến 30. Dạ. Thì cứ lớn cứ nhỏ. Rồi. Cái này là đậu hũ vàng. Đậu hũ. Đậu hũ vàng. Dạ, đậu hũ vàng. Cái này cũng 25. Dạ, là được một cái đậu hũ vào miếng thịt, một miếng bự luôn. Dạ. Còn... lạp xưởng với cá hường cũng 25.000. Dạ. Dạ rồi, cái mình qua bên đây đi ha. Đây. Cái này là thịt kho trứng. Dạ. Thịt kho trứng tàu hũ một phần cũng 25. Một phần là được mình cái trứng đậu hũ. Có trứng, một miếng tàu hũ, vài miếng thịt. Dạ rồi. Đó. Cái này cá mắm sủ chân với thịt. Dạ rồi. Cũng 25.000 luôn. Cái này trứng ba màu. Ồ, trứng ba màu ha. Có trứng muối, trứng bắp thảo, trứng vịt, thịt bằm với bún tàu. Một phần là được một khúc vậy. Một khứa, một miếng. Dạ, một miếng là bao nhiêu? 25 luôn. 25. Miếng lớn, miếng nhỏ. Dạ rồi. Ở đây em thấy có canh nữa nè. Có canh hủ qua. Giá sao? Cũng 25 luôn. Dạ rồi. Đậu hũ non nhồi thịt. Đậu hũ non nhồi thịt. Cũng 25 luôn, 25 được 4 miếng. Khứa cá này to ghê luôn á. Cái này sẽ là 27.000. 27.000 một khứa to vậy. Đúng rồi. Dạ rồi. Em mắc từ nhất cái đầu cá nè. Đầu cá thì 35.000 một cái đầu. Nó bao gồm cái ruột luôn ha. Đúng rồi, một bộ. Dạ rồi. Được. Còn cái này là hủ qua cà ớt. Dạ. Một trái ớt thì sẽ là 15.000. Cơm này mình bán bao nhiêu một chén anh? Một chén 5.000. Rồi. Cái thời gian bán của mình như thế nào anh chủ? Thời gian bán của mình là 10 giờ. 10 giờ là có. Mình bán tới mấy giờ? Bán đến 3 giờ. 3 giờ chiều. Dạ. Ở đây là không biết là bán được bao năm rồi? Ở đây bán được 70 năm. 70 năm. Làm thơm đó. Lúc trước là mình bán ở đâu? Bán ở ngoài ngã tư Đỗ Ngọc Thạnh, Tân Khai. Giờ sau này mình về đây. Về đây. À, quán của mình là chính gốc người Hoa luôn ha. Đúng rồi. Dạ. Đa phần là món của người Hoa. À, vậy là đồ ăn mình tính riêng, cơm mình tính riêng. Một chén cơm là giá như thế nào ạ? Một chén cơm thử đi. À, dạ rồi. Một chén cơm thử. Ô, ở đây là những cái loại nước chấm ha. Cái này nước chấm. Dạ. Cơm là bên đây. Một chén vậy là bao nhiêu anh? 5.000. 5.000 rồi. Tùy theo khách, nhiều lúc ăn được 2 chén thì tính theo chén. À, dạ. Một chén tính một chén. Dạ rồi. Trà đá ở đây là mình bao nhiêu tiền một ly vậy? Trà đá thì cũng 2.000. Dạ rồi, cảm ơn anh chủ nha. Anh tên gì anh? Tên Thành. Thành. Dạ rồi, cảm ơn anh Thành chủ quán. À, mọi người thấy nè. Không gian như thế này. Mình sẽ quay nước là một vòng để cho mọi người xem. Được cái tủ này là bằng kính nha mọi người. Đó. Rất là sạch sẽ luôn á. À, mình đặc biệt mình thấy đây người ta tới cái ăn món là ruột heo nè. Ruột heo tôi nói nhiều. Mọi người thấy không gian đậm chất người Hoa luôn. Rồi sau khi anh chị các bạn mình nghe tham khảo giá cả và món ăn ở đây thì mình có mặt vào buổi sáng vừa rất là sớm để chia sẻ cho anh chị các bạn về quy trình mua ăn với người Hoa coi như thế nào cho anh chị các bạn mình tham khảo nha. Trước khi mình quyết định mình tới mình thưởng thức cái món người Hoa ở đây. Rồi hiện tại mình đã có mặt ở khu bếp mọi người. Thấy khu bếp người Hoa rất là sạch sẽ luôn. Rồi cảm ơn, chào chị nha. Dạ. Mình chuẩn bị làm món gì vậy chị? Món sen. Sen hả chị? Dạ. Rồi. Đặc trưng cái chảo người Hoa là nó to và nó đen ha. Chảo này đó giờ mình đốt lại cho nó đen đúng không chị? Thì mình thấy rất là rộng luôn, rất là rộng và nó rất là sạch rồi. Ở đây là mình sử dụng bằng bếp ga kho luôn ha. Sử dụng bếp ga kho cho nó lớn lửa ha. Chị là người Hoa hay là người Việt? Người Hoa. Chị là người Hoa luôn. Bên này mình nấu nước đúng không chị? Cái này là bao tử hầm. À, bao tử hầm. Dạ. Bao tử. Chả này to vậy. Lâu lắm. Wow. Này chắc cũng lâu năm lắm rồi chị. Dạ. Cái chảo nó thì phải xài, dạ. Xài á, nó chảo nóng á, trúng nước nó đứt á. Dạ. Về một phòng, cái chỗ này là hút khói lên ha. Dạ. Wow, khu bếp của mình thấy rất là sạch luôn ha. Mình phải cho nó chảo thật là nóng đó chị ha. Dạ. Ở bên này là chiên cá nè mọi người ạ. Chiên cá là cá hồi. Dạ. Bọc khói lên rồi đó. Cô ở đây mình chỉ bằng mỡ hả chị? Dạ. Thường thì làm bằng mỡ thì nó sẽ thơm ha. Chị người Hoa mà mình nói tiếng Việt tốt lên luôn ha. Hai chảo. Thì khu bếp này có mình chị dưới đây hả? Có mình chị nấu dưới đây thôi. đợi cái này nóng lên nữa là mình cho cá vào. Cá vô. Dạ. Chưa nóng quá bỏ vô nó dính chảo. À, em phải để cho nó thật là nóng thôi. Chảo nóng rồi dầu phải nóng. Đây, đây là thì phải để cho chảo nóng khô ráo lên mình. Cái này là cá gì vậy chị? Cá chẽm. Dạ. Cá chẽm chiên. Bên đây mình xào món gì vậy chị? Bí. Bí xào, bún xào. À, bí xào, dạ. Bí xào với tôm khô ha. Dạ. Chắc con kêu bằng cô đi ha. Kêu bằng chị thì hơi trẻ xíu. Dạ. Sao mình kêu bằng cô đi rồi đó. Cô nấu bếp này được lâu chưa cô? Cô nấu bếp này được lâu chưa? 30 năm rồi. 30 năm rồi. Dạ. Tính ra cái quán này chắc cũng hơn 30 rồi ha. Đúng rồi, dọn vô đây á. Dạ. À, lúc xưa là ở ngoài kia. Dạ. Đây là mình nấu theo vị của người Hoa hả cô ha? Mình nấu theo cái vị của người Hoa ha? Dạ. Trưa nay cô ăn thử. Chưa ăn qua. Dạ, vậy chưa? Lần đầu tiên thì mình tới quay và trưa nay mình sẽ ăn luôn. Cá đó là mình đã có gia vị chưa con? À, có hết rồi. Dạ. Từ sáng là cô ít sớm rồi ha? Ờ, ít sớm rồi. Cho nó thấm. Dạ. Thơm quá. Bí xào tôm khô. Cái này là bí hay là bầu cô? Bí. Dạ. Con thấy giống bầu ha. À, mình xào với miếng luôn hả con? Hả? Mình xào chung với miếng luôn ha? Ừ, xào chung luôn. Dạ. Cô chiên cá này bằng mỡ nó không văng hả con? Văng đó. Nãy giờ con thấy ít văng ghê luôn. Mỡ lưỡi không? À, văng như nó mắc. À, dạ. Có thẹo nghe mắc luôn. Nguy hiểm quá ha. Có tưởng giờ nó không văng văng. Văng. Phải xa một xíu. Văng xa vàng chứ thiệt. Cá này không có nhân dữ đâu, cá hấp đó. Dạ. Nhân dữ. Đây cái nắp này cũng nó được cái tự chế. Cái nắp đó mình tự chế hả chú? Hả? Cái nắp này mình tự chế không? Mua. Mua. À ngoài ở ngoài nó cũng có bán luôn. Có bán. Dạ. Wow, cửa cá đẹp quá. Ừ. Cái màu vàng đẹp luôn mọi người. Cái da mà để rất là giòn luôn. À, coi lại nói tiếng Hoa. Cá này xíu nó còn làm vậy nè. Cá này cá lóc nhìn tươi ghê luôn ha. Cá lóc kho, dạ. Cái đầu á. Okay. Cái món thịt này mình còn làm món gì nữa không cô? Đó. Mình còn xào gì? À còn xào nữa ha. Đây. Còn đây kia đó là bột năng rồi. Tỏi, đường, muối, bột ngọt. Quay mấy ngày là 5 nặng. À, dạ tuần sau cô. Tuần sau. Dạ. chuẩn bị làm món mới nữa ha. Dạ. À, xào bên đây là xào. Chuẩn bị thêm món xào nữa mọi người. Cá chẽm. À, chả bên đó là cô chỉ chiên ha. Cá hường. À, cá hường dạ. Bên đó là mình chỉ chiên cá, bên này là mình xào ha. Dạ. Đây là cái khâu rửa này, rửa xong cái đưa về phía sau để có một cô nấu. Đó. Có một cái máy hút khói ở đây, rất là thoáng luôn, có mấy cửa sổ luôn này. Xào với thịt lô hái. Cái này mình gọi là cải xào thịt. Dạ. Cải trắng xào thịt. Cải trắng xào thịt. Phúc luôn. Để bên kia trước cho nó ráo ha, xong cái mình trầu vào đây. Chuẩn bị món mới nha. À, giờ hết chiên rồi hả con? Hết chiên rồi. Hết chiên rồi. kho. Dạ. Cá chiên là rửa chảo để làm món mới. Chuẩn bị món mới mọi người ạ. Còn mình chuẩn bị món này món gì vậy cô? Món đậu hũ vàng. Đậu hũ vàng. Đậu hũ vàng. Ồ, món này lần đầu tiên con thấy luôn ha. Chưa thấy à? Dạ. Đậu hũ vàng. Là mình sẽ xào với thịt hay là mình xào không? À, xào với thịt. Vậy là mình bán là nguyên một cái đậu hũ vậy hả cô? Một cái đậu hũ có mấy miếng thịt vô. À dạ. Ngộ ghê mọi người. Đậu hũ vàng. Để coi cô làm gì thế nào. Nguy hiểm quá. Wow, cái món này lần đầu mình thấy luôn. Đậu hũ chiên với thịt. Còn cái này cho mình lại bỏ tỏi phi sao cùng ha. Sao mình không bỏ trước không? Mình không bỏ tỏi phi trước. Là nó khác. Dạ. À. Cũng tùy món mình mới bỏ sao trước ha. Tùy món á. Dạ. Ở bên đây mình làm món gì cô? Thịt kho. Thịt kho. Đừng cắt vàng lên được. Đừng tán. Đừng tán. Dạ. Ừ, thơm quá. Cái này giống mình phi nước màu hết có ha. Nước màu với nước cỏ. Dạ. Dạ, thơm quá. Thật đó mình giống như là đã luộc qua rồi hả cô? Hả? Thịt này là giống như mình đã luộc qua rồi ha. Luộc qua. À, bởi vì con thấy nó là nó săn thịt lại. Ồ, mình nấu với xá xị luôn ha. Dạ. Rồi mấy món thịt người ta con thấy người ta xào trước á, nay mình luộc không? Luộc. Dạ. Từ người à. Dạ. Thịt kho xá xị. À, kho với trứng luôn. Kho trứng luôn. Cái nắp có nhìn đã vậy. Dạ. Wow. Trưa nay con ăn cái món này thử coi sao. Món nào? Thịt kho trứng xá xị. Còn con thấy người ta kho với nước dừa để mình kho với xá xị. Dạ. Đó là cũng kho nước dừa. Dạ. Kho nước dừa có màu thiều. À, nó màu thiều. Dạ. Nó béo, nó ngon mà dạ. Nó màu thiều. Dạ. Màu chua. Xài qua giờ là nó. Dạ. Nước đổ không chị? Nước đổ không? Chút xíu thôi. Có cái đậu hũ này con thấy lâu nè. Đậu hũ phải là đồng. Dạ. Bây giờ đập lại nè. Dạ. Giờ mình mới trải cái đầu lại. Cái này mình kho cho nó mềm luôn hả con ha? Nó thấm vô á. Dạ. Cho nó... thấm vô trong miếng đậu hũ luôn. Thấm vô trong luôn. Thấm cho nó thấm vô nó lạc á. Dạ. Nó ngon. Đậu hũ lạc cũng ngon. Cái này hành phi á. Dạ. À cái miếng hành phi. Dạ. Hành phi á nó chán. Ăn cái miếng đậu hũ này chắc no luôn quá. Cái này mình có kèm với thịt hay là trứng gì không con? Hay là chỉ có đậu hũ thôi? À kèm với thịt. Cái này nát là hết nè. Dạ. À. Thì cho thịt. À, cho nước thịt trước. Thấm cái ngọt của thịt ha. Giờ mình sẽ gắp trứng ra. Gắp từ từ. Dạ. Mình gắp hết trứng ra, mình cho gì vô con? Đổ vô tàu hũ. Dạ. Wow, miếng đậu hũ to thiệt luôn. Vậy là một phần mình sẽ được một miếng đậu hũ, một cái trứng. Dạ. Bên này là đậu hũ bình thường nè. Đậu hũ bình thường. Dạ. Đó, bên này mới là đậu hũ vàng. Đậu hũ vàng này nó chỉ khác đậu hũ bình thường là cái màu thôi hả cô? Đậu hũ này với đậu hũ bình thường đó, nó khác nhau với cái màu thôi. Dạ. Cái màu này là màu của trứng á. Màu này người ăn đậu rồi có. Dạ. Đậu hũ cái gì vậy? Đậu hũ kia vậy? Dạ. Đúng rồi, giống màu đậu hũ kia. Wow, mấy đậu hũ nó còn nguyên vạn rồi, nhìn thấy nó cắt đậu hũ lên. Cho bột năng vô cho sánh lại thôi con. Đẹp quá ha, còn cái món cá nữa. Chuẩn bị với cái món cá sốt cà. Với món cá sốt cà thì mình sẽ để cho mỡ nó nóng lên. Cái giá này cũng bự ghê luôn. Cái đó là sốt cà hả con? Sốt cà tôi luôn. Dạ. Tôi ví dụ như cái chai này, sốt cà. À. Đây là tương. Thơm quá, nó vàng lên. Ô, cô cho nước vị giòn thơm quá ha. Cái đó là tương hả cô? Nước tương, dạ. Nước tương, thơm quá. Cái này là nước gì cô? Nước giấm. Giờ là mình sẽ cho tương cà vào. Tương cà. Giờ mình sẽ cho tương cà vào. Tương cà. Cho lên hết rồi. Các bạn quay món này với món kho cá nữa là ok ha. Okay. Dạ. Cho mọi người tham khảo vài món vậy thôi. Rồi, món hoa chi biến rất chất lượng luôn rồi. À, đậu hũ đó mình cũng gấp riêng ra luôn. nãy giờ mình vớt cái đó ra. Vớt cái đó đẹp. Dạ. À vậy là xong rồi hả con? Ừ, xong rồi. Dạ, ok con. Giờ mình sẽ làm món sườn xào tương đúng không con? Ừ, đúng rồi. Giờ này mình là mình cũng luộc qua rồi ha. Ừ. Dạ. Sườn nó chín rồi. Cái đó là nước ma màu điều đúng không? Ừ, màu điều, cho nó đẹp. Sắp chín hả con? Chín rồi, chín rồi. Dạ. Món này lâu ghê luôn ha. Ừ. Do đó thịt mềm á. Dạ. Phải lâu một chút. Được chưa? Dạ. Mình vớt cái cặn đó đi ha. Hả? Mình vớt bỏ cái cặn đó đi. Dạ. Đây chuẩn bị kho cá mọi người rồi. Cá lóc khô chảo. Cái sườn này cũng lâu lắm mới chín nè, sườn chín. Bây giờ mình sẽ kho cá này. Ừ, kho cá lóc. Dạ. Đó. Ừ. Hôm nay mình có ruột cá luôn hả cô? Ờ, có ruột luôn. Dạ. Ừ. Đó, cô lường gia vị trước đó, cho mình cho vô cái là nó ấy ha. Ừ. Rồi rồi. Chuẩn bị kho cái xá xị nữa không cô? Ừ, sườn này mình phải kho cho nó mềm nữa nó mới ngon ha. Ừ. Để cho đường tán nó tan ra hết luôn hả cô? Rồi, để nó tan. Dạ. Sẽ vớt cái đó ra ha. À, vô cái tỏi ra. À, mình sẽ quay cô hai món này. Ảnh đợi xào dạ. Hết luôn á. À. Cái này bột vàng. Dạ. Dạ. Bột vàng. Bột nghệ. Đó, chuẩn bị món kho cá. Wow, cá đầu nó bự ghê luôn. Mấy bữa trước là bự rồi. Dạ. Ủa, nên mình bán đầu không hả con? Bán đầu không có mình. À, không có mình. Đầu với ruột. Ở đây người ta ăn đầu không. Dạ. Không ăn mình, không ăn không nổ ha. Ở về không có bán. Dạ. Quái ăn đầu ở đây. Rồi, làm cái đầu cá trắng tinh luôn. Xịt bóng luôn. À, cái ruột đó mình chắc mình kho sao ha. Sao cái này. Món này cũng có bột năng nữa không? Món huyết này xào này cũng nhanh ha. Ừ, cái này mau hả? Dạ, huyết sợi chín rồi. Cho ra. Rồi, cái con thấp rồi mọi người. Giờ trở qua cái mặt thứ hai ha. Ừ. Cái kho cá là mình phải làm rửa đi riêu. Dạ. Nặng quá nó không chín á. Dạ. Không chín tới. Chở con mày khéo ha, không nó bể. Ừ. Nó nhẹ tay ra, dạ. Tay có tệ. Wow, đầu cá quá đã luôn rồi. mình nâng niu cho nó, nâng niu không nó bể. Dạ. Khoái ăn phần cá ha. Dạ. Dạ, mình đậy nắp lại. Cái đầu đẹp quá ha. Để một miếng. Dạ. Dạ. Ta mới nói chứ cái này. Dạ. Cũng có sức miếng nữa, nhưng mà cơ bản thấy cái đầu rất là đẹp. Đó. Thay món nào cũng muốn thử hết. Dạ. Đó. Dạ. À, wow, một phần cá đã ghê luôn. Xong rồi tới kho ruột này. Mình có hai chảo luôn ha. Dạ. À. Cái ruột con nghĩ nó sẽ chín nhanh hơn cái đầu. Dạ, sắp chín rồi. Sắp chín rồi. Cái ruột cá cũng xong rồi. Ừ, xong rồi. Rồi, nhìn đẳng ghê ha. Ừ. Là mỗi cái đầu là mình sẽ kèm theo cái ruột. Kèm theo cái ruột. Dạ. Nguyên bộ luôn rồi. Dạ. Mình vớt cái cặn nó ra ha. Ừ, vớt cái cặn ra. Quá đẹp luôn, thơm ghê luôn. Rồi, cảm ơn cô nha. Ủa, cô tên gì? Bình. Rồi, cảm ơn cô Bình. Dạ. Dạ, lấy cơm không ạ? Cơm ha? Lấy hộp cơm, hàm dĩa đem về. Cái gì không anh? Trời ơi, trên tức. Ở ngoài chỉ món mà gửi. Con hàm dĩa đem về đi dép. Lấy chú này trước đi. Một con đó hả? Dạ đúng rồi. Rồi đây, 35 con. Là học con. Anh ăn về không? À, ủa về, cặp mà này. Một cây xô. Món này ba món khỏi lựa. Sao bị trước? Cái phần bên trước là ruột heo, là mình thấy người ta ăn ruột heo nhiều lắm luôn. Có chụp cái màn khá là sạch. Mấy anh chị đây nói tiếng Hoa nhiều khi mình không hiểu đâu. Xong rồi hả? Rồi. Mà nó không ai vàng. Ở bên kia có một em múc cơm múc canh rồi. Thêm đồ xào gì không? Có xe xào đó. Có xe xào với miếng xào cũng xào đó. Dạ thêm bằng canh sen đó ạ. Canh sen hả? Dạ. Đi ngồi tài quẩn mà chế ngồi xay quẩn. Xay quẩn à. Ồ, cái dĩa này là mấy người ăn cô? Cái này là một người, nó kêu nhiêu đó là mình làm nhiêu. Dạ. Mình thấy cái màu nó khác á. Nó thêm á, thêm đồ á. À, thêm đồ là mình lấy cái dĩa to vậy. Anh có dĩa cơm không? Mấy hộp? Một hộp hay là? À, đem về là mình có cái hộp như thế này. Mấy hộp chị? Dưa leo đây bỏ ruột hết luôn mọi người. Quá lịch sự quá. Một cái hộp cơm mình đem về vậy là bao nhiêu tiền nha? Dạ tùy món. À tùy hả? Cái hộp ra mình mới bán nó bao nhiêu? Tổng cộng món ăn luôn ha. À, hộp cơm không? Hộp cơm không là 10.000. 10.000 à. Còn ăn ổ chén ở đây là 5.000 ha, chén nhỏ 5.000. Rồi. Cá giò heo. À, mình sẽ cắt ra luôn ha con ha. Wow. Đông quá. Ở dưới đây hàng nó đang cháy ha. Dạ. Anh nghe kêu rắc rắc luôn. Dạ, đúng rồi. À. Còn bên đây là nồi canh đúng không em? Dạ, đúng. À, một chén canh là như 2.000 ha. Dạ. À, vậy một chén vậy là 2.000 đúng không em? Dạ, đúng. À, rồi cảm ơn. Ủa, đồng quá mọi người ơi. Rồi hai học sinh này. Đó. Cái hầm cơm một chén thôi. Dạ đúng rồi, hầm cơm một chén. Mọi người thấy khẩu phần cơm của người Hoa là người ta bán hai món nè, đồ ăn riêng nè, canh riêng nè, cơm riêng nè. Cái canh tô canh vậy là 2.000 đó, ăn thằng món. Còn đồ ăn á, thì mọi người xem là giá cả nha. Trà đá thì 2.000 luôn, chén cơm 5.000. Trên bàn như thế này đó. Ớt, ớt trên này cũng có nữa nè mọi người đó. Rồi mình kêu 3 món theo mình là đặc sắc nhất của quán luôn. Món này là khách hàng ăn nhiều nhất, và món ruột heo nè, xào cải chua nè, kho cải chua đó. Ruột heo cải chua huyết. Rồi món này đó, mình ăn từ hai món này rồi, kho với xá xị. Trứng, kho trứng. Rồi đầu cá, người thấy đã ghê không. Hạt cơm, mình thấy có cảm giác là cơm tơi nha. Không biết có cứng không, để coi. Khô. Hạt cơm trắng tơi khô nhưng mà không có cứng. Hạt cơm khô nhưng không bị cứng luôn. Anh Sang ha, kêu cái xe rồi đó. Một món cái gì nữa à con? Cái một món gì nữa rồi. Ba món, còn đó thôi. Ruột heo. Rồi mấy cái món mà ruột heo của người Hoa người ta làm rất là kỹ. Rồi mềm món ngục. Kiểu như hầm mà làm rất là lâu, nó rất là mềm. Này, dạ, cái nước hơi canh. Nước hơi trong. Mình 3 món một canh, mình còn cái món nào đó không ạ? Đủ rồi, đủ rồi. Dạ, đủ rồi. Vị chua chua. Chua chua cải chua này. Rất là vừa luôn, kiểu như giống như nước súp á, mình có thể hấp được một cái chén này luôn. Nó không quá là mặn đâu, kiểu như là vị nhạt, vị giống như nước súp để mình hấp. Chua rất là mềm nha, mềm mà kiểu như mà nó mềm tan trong lưỡi mình. Trứng, ăn hết cơm thì nếu mà no thì hỏi cái cơm thêm. Đậu. Tự cái vị nước này nè, cái màu rất là đẹp luôn. Vị thanh thanh mọi người, thanh nha, không quá là mặn, thanh ngọt. Thịt kho trứng rất là vừa vị luôn, chan luôn. Trắng với rất đó. Ăn hai món là gần hết nửa chén cơm rồi. Tìm qua món đầu cá coi. Cái màu cực kỳ đẹp luôn, xanh xanh vàng. Thơm cá tươi luôn, không ai bị tanh đâu. Cái vị nước kho cá này thì nó mặn hơn bên này xíu, mặn hơn thôi chứ không phải là mặn nha. Mình cảm giác có vị thanh ngọt đúng không? Vị thanh ngọt ghê luôn, không bị gắt cổ. Đó. Không biết là cái ấn tượng của xá xị hay là đường tán nữa. Thôi, anh chị các bạn mình sẽ tới và trải nghiệm nha. Nhiều khi không biết phân tích sao. Đó, chạy về đây. Đang có rau ha. Ruột cá nè mọi người. Nó kèm một cái đầu cá, cái kèm với con ruột như này. Thịt rất là nhiều. Đó, mình bẻ thịt vô này. Ồ, đã ghê chưa? Cá trắng tinh. Cá mềm ngọt rồi luôn á. Cái tô này để đường xương nha. Tô riêng để đường xương. Ba món này xuất sắc mọi người. Ở một tô canh có thịt đúng rồi, thịt bằm đó. Cải rất mềm luôn. Không biết là mình ăn mấy món kho này vô nó có bị lạc nghiệp hay không, chứ mình thấy canh này tương đối nhạt. Theo cảm nhận của mình là gì? Rồi để mình ngừng video để ăn tiếp mọi người ơi. Đây là trong buổi trưa ngày hôm nay thì mình cũng có mặt ở vùng 11 để chia sẻ cho anh chị các bạn về chủ bí độm của người Hoa, đặc biệt là món cơm của người Hoa ở Sài Gòn nha. Cơm trưa đây chứ. Lần đầu tiên thì trên kênh mình mới có cái món cơm này của người Hoa, mọi người xem, và nếu mà có đi ngang thì mình ghé mình trải nghiệm thử coi như thế nào. Ở món của người Hoa thì mình có tổng hợp ở phần bình luận đầu á, anh chị các bạn mình quan tâm thì click vào phần bình luận đầu xem nha. Còn bây giờ xin bye bye và hẹn gặp lại vừa vào những video tiếp theo.